đây mình chạy lại với con càng dài nè các bạn ha, 05 nè. Lâu quá không quay con này rồi. À, cũng chẳng làm tài xế nhà các bạn ơi. Ra ổng chơi. Dạ. Này lúc trước 17 mét rồi coi. Dạ, còn 17 mét nữa. Xây nhà. Ồ. Chú đó là chủ xe luôn các bạn, tài xế con của chú đó đó. À, lụm tiền rồi nè. Nó bỏ vô bây giờ. Đây tài xế mất tiền. Tiếp tục các bạn. Rồi, đi chưa luôn các bạn. Dạ đó. Dạ. Rồi đó chắc gần ngày đó đó, lấy công việc điện không rồi. Cho số công nghiệp. Dạ vẫn còn 17 mét đó ta. Dạ. Chậm đi đâu? Dài quá.
quay hết rồi. Tài xế nhà rồi các bạn, lấy nhà không à. Này cái gái ra muốn xin kết thúc video nha các bạn, hẹn các bạn video theo mình nha, cảm ơn các bạn đã xem ủng hộ nha.